Thưa sư, vừa qua có trường hợp một người chạy xe lôi chở hàng bị cảnh sát giao thông bắt lỗi, năn nỉ vì không có tiền, khổ quá nên nhảy kênh. Sư có nhìn nhận gì về vấn đề này? Cái này là một cái bài báo ha, là tức là năn nỉ cảnh sát giao thông không được thì người vi phạm nhảy xuống kênh tự tử. Thì nhắc tới một cái trường hợp là một người bị cảnh sát giao thông chặn lại vì vi phạm giao thông, bị năn nỉ không được, không có tiền, khổ quá mà họ cảnh sát không có thông cảm nên là nhảy kênh. Thì có nhiều người họ bàn ra tán vào về cái sự kiện này. Có người họ nói là nghèo quá, tức nước dở bờ, phạt người ta làm chi. Đó. Thì theo xác minh từ công an quận 11, thì sự việc xảy ra trong clip là ngày 28 tháng 10 trên kênh Tân Hóa. Thời điểm này tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông công an quận 11 phát hiện xe ba bánh do ông V chở hàng cồng kềnh nên kiểm tra. Ông V không xuất trình được đăng ký xe, không có giấy phép lái xe. Khi chuẩn bị lập biên bản thì người này năn nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm, không được đáp ứng, ông V bỏ chạy và nhảy xuống kinh Tân Hóa lầu gấm tự tử. Rồi, thì bây giờ cái người này hỏi là sư có cái ý kiến gì về vấn đề này. Sư có một vài cái nhìn nhận về vấn đề này như sau. Cái thứ nhất là chuyện của pháp luật đúng sai thì pháp luật giải quyết, chuyện đương nhiên ha. Đúng sai thì pháp luật giải quyết. Nhưng mà nó có một số vấn đề như thế này. Thứ nhất là cái chuyện mà mình nghèo, mình chạy xe ba gác. Thì như cái việc mà mình nghèo, mình chạy xe ba gác, cái chuyện đó nó có phải là một vấn đề hay không? Thứ nhất, cái chuyện mà chạy xe ba gác, nó là một nghề thủ công. Nó được xếp vào một nghề thủ công, tức là nghề tay chân. Thì cái nghề này á, nó được xếp vào trong cái nghề hạnh phúc tối thượng. Đừng coi thường nha. Đừng coi thường cái nghề mà xe ôm rồi đạp xe ba gác hoặc những cái nghề vận tải. Tại vì sao? Bởi vì cái nghề đó nó không có xâm hại tới chúng sanh khác. Nó không giống như cái nghề trồng trọt là mình đào đất xuống là mình chết con này con kia. Cái nghề này nếu như xét một cách thuần túy á, là nó là một nghề thủ công, và nếu như mình làm cái nghề đó một cách lương thiện thì đây là một nghề đáng cao quý và đáng được tán thán. Mặc dù đương nhiên là nó không có cái thu nhập cao như là nhiều nghề khác, nhưng nó được cái đây là một nghề chánh mạng, nuôi mạng chân chánh ấy. Nó không phải dẫn chơi đâu. Cái này khó, ở thế gian này kiếm cái nghề đó được vậy nó cũng khó. Nhưng cái vấn đề là với điều kiện khi mình làm nghề này, mình không dùng nó để mình xâm phạm đến quyền lợi và cái tánh mạng, sức khỏe của chúng sanh khác. Cái đó mới đúng. Nó giống như con dao á, vốn dĩ nó không có thiện hay ác gì cả. Mình dùng con dao để mà mình làm rau, mình làm thịt, mình nấu ăn, nó là thiện. Mình làm ra, còn mình dùng con dao đó mình kề vô cổ người ta thì nó lại là bất thiện. Thì vốn dĩ con dao nó chỉ là công cụ thôi. Thì ở đây á, chúng ta thấy là cái trường hợp này thì chở hàng cồng kềnh, không xuất trình được đăng ký xe, không có giấy phép lái xe. Thì như vậy là cái việc này nó ảnh hưởng đến sự an toàn và quyền lợi của người khác. Bình thường nếu như không có vấn đề gì thì không sao. Nhưng nếu có vấn đề thì cái người chịu thiệt hại là chính bản thân họ và gia đình họ. Và thậm chí là cả những người xung quanh nữa. Đúng không?
Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng cái cảnh là một người chở hàng cồng kềnh, thì cái hàng cồng kềnh đó có khả năng gây tai nạn. Và pháp luật là để đảm bảo là mọi người được an toàn. Nhớ nha, mục đích của pháp luật là để mọi người được an toàn. Thì như vậy đó, chúng ta phải sống để chúng ta làm cho mọi người được an toàn. Mình không thể nào nói là tại bây giờ tôi nghèo quá cho nên là tôi phải làm cái chuyện cho người khác không an toàn thì để tôi giải quyết cái nghèo của tôi, thì không được. Bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ nếu như mà một người á kề dao vô cổ quý vị, nói bây giờ đưa tiền đây, tôi nghèo quá cho nên là đưa tiền đây. Hay là một người đi buôn ma túy, nói bây giờ tại vì tôi nghèo quá cho nên tôi phải đi buôn thôi, thì phải thông cảm cho tôi, vì tôi nghèo là tôi được cái thẻ bài miễn tử, không sao hết trơn á. Thì cái vấn đề đó được nhắc tới ở trong Trường Bộ, là Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài hỏi vị Bà La Môn. Nếu quý vị ở đây thì quý vị đã nghe nhiều, đã nghe nhàm rồi, siêu tóm gọn lại thôi. Đại loại là bây giờ nếu như mình viện cớ á, là để tôi kiếm tiền, tôi lo cho cha tôi, lo cho mẹ tôi, lo cho con tôi lo cho đất nước tôi, để tôi làm chuyện ác, thì cái chuyện ác đó mình vẫn đi địa ngục như thường. Chứ nó cái nhân quả nó sòng phẳng, nó không bao giờ có chuyện là bây giờ tôi nhân danh cha tôi cho nên tôi làm ác thì làm ơn làm phước đừng cho tôi đi địa ngục, chuyện nó không có. Mình làm ác thì dù có vì cái lý do gì đi chăng nữa, mình vẫn phải chịu, nó tốt hơn vì cha làm ác chứ. Tiếp tục, thì một người vì mẹ họ làm thiện thì vẫn tốt hơn mình vì mẹ họ mình mà mình làm ác. Mình vì gia đình của mình làm thiện thì mình vẫn tốt hơn mình vì gia đình mình làm ác chứ. Thế cho nên á, quay trở lại vấn đề, thì khi chúng ta vi phạm pháp luật thì tự nhiên mình phải chịu trách nhiệm với nó, chứ mình không thể nào nói tại tôi nghèo được. Nếu nói vậy thôi, mấy người ăn cướp là mình xét lý lịch hết, chừng nào ai nghèo mà ăn cướp thì mình tha hết. Quý vị thấy có lý không? Rồi còn cái vấn đề mà làm sao để giúp cho những người yếu thế, những người nghèo khổ có được một đời sống tốt hơn, thì đó vẫn là một cái bài toán của hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới này. Đất nước nào cũng có người nghèo, nhiều hay ít. Cái vấn đề là mọi người đều nỗ lực, thì chúng ta không thể nào nhân danh cái sự nghèo đó để mình vi phạm pháp luật được. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích về cái nguyên nhân của sự nghèo. Nghèo á, thì do đâu? Một, như trong Kinh Giáo Thọ Thích Ca Lao Việt, thì chúng ta nghèo do những nguyên nhân như sau. Một là do chúng ta ham mê cờ bạc, thì coi là mình có ham cờ bạc không. Cái thứ hai, nghèo do mình mê thích rượu chè. Cái thứ ba, nghèo do mình thích chơi bời đàn điếm. Rồi cái thứ tư, nghèo do mình lười biếng. Đó. Rồi đó là những cái nguyên nhân gây ra cái sự nghèo. Thì mình coi là mình có rơi vào những cái sự ham mê không đáng hay không, là không nên đó. Nếu mình rơi vào những ham mê đó, mình nghèo là chuyện đương nhiên, không có ai mà biện minh biện hộ giùm mình được. Rồi một cái nguyên nhân nữa là nghèo do thiếu phước. Quý vị để ý có những người họ nỗ lực, họ siêng năng, tức là họ không rơi vào cái nghèo do cái sự lười biếng, họ siêng năng, họ nỗ lực. Nhưng có người họ nỗ lực, họ siêng năng và họ khá hơn, họ giàu hơn. Nhưng mà có những người họ nỗ lực, họ siêng năng mà họ không khá. Trước khi nói về cái chuyện thiếu phước, nó còn một lý do nữa là nghèo do thiếu trí tuệ. Tức là mình thiếu cái đầu. Có những người họ siêng nhưng mà họ dùng cái đầu họ để họ tìm cách làm sao đó để tôi thoát nghèo, thì nhờ có trí tuệ cho nên họ thoát nghèo được. Còn có những người họ chỉ đơn thuần là tay chân thôi, tôi có cơ bắp tôi làm tay chân thôi, cái đầu không hoạt động, thì như vậy không có trí tuệ cũng không thoát nghèo được. Quý vị thấy không?
mình thấy cái sự kiện ở ngoài đời á, mà mình hỏi trong kinh có hay không, trong kinh có rất nhiều những thứ nhắc tới cái vụ đó. Nguyên nhân của nghèo. Thêm một cái nguyên nhân thứ năm là nghèo do thiếu trí tuệ. Thì đương nhiên là nếu như mình muốn cải thiện thì sao? Từ bỏ rượu chè, từ bỏ cờ bạc, từ bỏ ăn chơi, siêng năng làm việc, phát triển trí tuệ, học hành. Thì đối với hầu hết từng lớp bình dân thì cái học á, là cái công cụ thoát nghèo được xem là bình đẳng nhất và có thể đạt được đến với tất cả mọi người. Nên mình phát triển trí tuệ, với những cái đó thì mình có thể mình thoát nghèo. Nhưng mà nếu như mình giỏi nè, mình siêng nè, mình không có cờ bạc, không rượu chè, không chơi bời mà mình vẫn nghèo, thì nó là do đâu? Lúc bây giờ mình mới tính tới cái chuyện tiếp theo, đó là do nghiệp. Chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp liền nha. Thì bây giờ cái nghiệp nào do mình nghèo, làm cho mình nghèo bây giờ? Cái nghiệp bỏng sẻn, cái nghiệp trộm cắp, cái nghiệp không biết bố thí. Thì khi mà chúng ta sống bỏng sẻn, chúng ta sống trộm cắp, chúng ta sống không biết bố thí, thì đó là những nguyên nhân làm cho chúng ta không có tài sản. Cho nên là để khắc phục được điều đó, chúng ta phải tập sống làm người hào sản. Người hào sản ở đây không có nghĩa là mình có bao nhiêu mình phải đem cho hết, thì không phải như vậy, không nhất thiết phải như vậy. Mà mình đi làm, mình nên để dành một cái khoản, ví dụ như 1/4, 25%, tức là 25% giá trị tài sản mình làm ra, để mình đi bố thí. Thì cái bố thí đó để làm chi? Bố thí để thoát nghèo. Tại vì cái sự bố thí đó là chúng ta đang tạo phước để thoát nghèo. Thì khi chúng ta làm được những điều đó thì chúng ta sẽ có cơ hội thoát nghèo. Rồi ngoài ra trong sự kiện này á, sư còn nhớ tới cái câu trong Tăng Chi chương 4 pháp, đó là có những người á, từ tối đi vào tối, có những người từ tối đi vào sáng, có những người từ sáng đi vào tối, và có những người từ sáng đi vào sáng. Tức là sao? Có những người á, họ sinh ra trong những hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó, và họ vì cái sự nghèo đó mà họ làm các điều bất thiện. Từ đó đời sống của họ sẽ đi vào trong bóng tối. Thì đương nhiên đây là chuyện mà không có khuyên và không có nên. Thì đương nhiên khi một người như vậy thì họ sẽ đi vào, tiếp tục đi vào trong bất hạnh. Đời này họ khổ, đời sau họ lại càng khổ. Loại người thứ hai á, là loại người từ tối đi vào sáng là sao? Họ sanh ra trong gia đình nghèo khổ bất hạnh, nhưng họ nỗ lực, họ làm thiện, họ từ bỏ lối sống ác. Nhờ như vậy đời sống của họ sẽ trở nên tốt hơn. Đời này họ sẽ tốt hơn và đời sau họ sẽ tốt hơn. Cho nên là họ là những người từ tối đi vào sáng. Có những người từ tối, từ sáng đi vào tối là sao? Có những người sanh ra trong những gia đình giàu có, hạnh phúc, mà họ lại nhân cái sự giàu có đó để họ làm các điều ác. Thì khi đó họ sẽ phải chịu lãnh sự bất hạnh đời này và đời sau. Còn những người từ sáng đi vào sáng là những người sanh ra trong hoàn cảnh giàu có và hạnh phúc, và họ nương nhờ sự giàu có hạnh phúc đó, họ tiếp tục họ làm thiện, tiếp tục làm phước, tiếp tục tu tập, tiếp tục làm những điều lành. Thì khi đó họ sẽ đạt được an lạc hạnh phúc đời này và đời sau. Cho nên khi chúng ta sanh vào hoàn cảnh khổ, nghèo, thì chúng ta nên là người từ tối đi vào sáng hơn là người từ tối đi vào tối. Thì còn cái cuối cùng là cái vụ nhảy sông. Thì xin thưa đó, sư đã có nói nhiều về vấn đề mà cái vụ này rồi. Quý vị có thể xem ở trên YouTube về cái tự tử đó.
thì cũng may là cứu kịp thời cho nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà sư hỏi cái này để quý vị suy nghĩ nè. Cái chuyện mà mình bị phạt như vậy á, ít nhất là mình không có đi tù đúng không? Ít nhất là mình không bị truy tố hình sự nè. Rồi mình không bị đại bàng đánh đập nè. Không bị tra tấn, nhục hình, bức cung, các thứ. Quý vị coi bên bên cái chiến tranh đó, một số nơi đó, chiến tranh nó không có nhân quyền. Xe nó đang chạy bon bon, nó xách súng, nó nã đó. Thì mình không rơi vào tình trạng đó thì có phải mình hạnh phúc hơn hay là không? Mà xin thưa, ngay cả chuyện mà gọi là bị đánh đập rồi bị này nọ kia, mình thấy thì nó là đau khổ, nhưng xin thưa nó không bằng một gốc chuyện là mình đi xuống địa ngục, mình đi xuống ngạ quỷ. Nó khổ gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ lần. Mình nghĩ là mình kết thúc cuộc đời của mình, mình sẽ được cái đời sống tốt hơn, nhưng không có. Do khi mình lựa chọn việc kết thúc cuộc đời của mình bằng tâm trạng bi quan, chán chường, bất mãn, tức là tâm sân, thì khi đó khi mình kết thúc cuộc đời của mình, đời sau kiếp khác mình sẽ được một vé đi thẳng xuống địa ngục hoặc là cảnh giới ngạ quỷ. Do mình đã kết thúc đời sống bằng tâm bất thiện. Nó không giống như một anh mà thấy người ta chết đuối, rớt xuống sông, ảnh nỗ lực, ảnh cứu một người, ảnh cứu hai người, ảnh cứu ba người, sau đó ảnh đú sức và ảnh đi luôn. Thì cái người đó họ nhảy xuống sông, họ vì người khác, họ cứu bằng tâm thiện, thì khi họ mất bằng tâm thiện, họ được đi lên. Còn mình á, mình bằng tâm bất mãn, mình bằng tâm bất thiện, mình mất thì mình đi xuống. Cho nên may á, là cứu được, chứ cứu không được thì mình đi xuống các cảnh khổ, nó còn khổ hơn nữa. Thành ra là mình nên suy nghĩ lại nha. Dù sao đời sống này nó vẫn còn đáng sống. Thì đó, thì nhân một cái câu chuyện, quý vị thấy không? Một cái sự kiện ở ngoài đời, nhưng mà khi chúng ta nhìn dưới con mắt Phật Pháp thì chúng ta thấy có rất nhiều chuyện để chúng ta bàn, cũng là theo Pháp thôi. Nên sẽ nói chơi là 8 thì phải 8 đúng Pháp. 8 đúng Pháp chúng ta học được nhiều điều. Còn 8 sai Pháp chúng ta chỉ là những câu chuyện ngồi tán dóc với nhau thôi.